Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí đây ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những bạn đang trên đà phát triển ha. Sắp tới các bạn sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Và mình thấy là có khả năng là bạn sắp có những chuyến đi, và đồng thời bạn người đã có một sự trân trọng giá trị đồng tiền. Và khi mà bạn đã cố gắng làm việc chăm chỉ để tạo ra tiền tài vật chất, thì mình thấy là những cơ hội về tiền tài sẽ đến với bạn. Một số bạn, nếu mà bạn đang bị bệnh, thì mình thấy là trong giai đoạn tới là sức khỏe bạn nó tốt hơn. Và một số bạn, các bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn rất là nhiều. Rồi, 24 tiếng tiếp theo của các bạn tụ 1 sẽ như thế nào? À, 24 tiếng tiếp theo này mình thấy một số bạn đó là một số bạn có khả năng là các bạn sẽ hợp nhóm bạn bè hoặc là gia đình người thân mình. Một số bạn có khả năng là đi ăn uống ha, hoặc là đi dự tiệc gì đó. Đồng thời mình thấy là các bạn sẽ uống nước khá là nhiều trong vòng 24 tiếng tiếp theo này đó. Một số bạn mình thấy bạn nhận được lời khen, cơ hội, hoặc là có khả năng là ai đó đem đến cho bạn cái niềm vui. Một số bạn có khả năng là có anh shipper nào đó đến tìm bạn nữa đó nha. Có khả năng 24 tiếng tiếp theo một số bạn, các bạn là ăn cá nè. Đồng thời mình thấy là bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, tràn đầy cái sự phấn khích, nhiệt huyết, hăng say trong cuộc sống này hơn. Một số bạn là bạn có chuyến đi đâu đó, đi di chuyển. Đồng thời mình thấy có khả năng là một số bạn, các bạn cũng tiếp tục học hỏi, nâng cao kiến thức. Rồi cũng một số bạn sẽ tiếp tục làm việc để củng cố cái sự vững chắc của mình trong tương lai á. Và một số bạn cũng khá là bận rộn, có khả năng là một số bạn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ đó ha, bạn khá bận rộn, bạn nói chuyện khá là nhiều, giao tiếp khá là nhiều. Và đồng thời trong giai đoạn này thì nói chuyện các bạn cần phải có sự tiết chế, chừng mực trong đang tiếng nói để không có gây ra những cái cảm xúc nó trở nên khó chịu trước mắt mọi người ha, hãy giữ hình tượng cho bản thân bạn. Đồng thời có khả năng một số bạn, các bạn sẽ bị mất ngủ. Các bạn cần phải chăm sóc giấc ngủ thật là tốt ở đây. Một số bạn thì có khả năng trong giai đoạn sắp tới 24 tiếng tiếp theo, hoặc là cũng có khả năng là nếu mà năng lượng bạn chưa có trùng khớp với mình, thì có khả năng trong thời gian sắp tới là bạn có một sự sum họp đoàn tụ với một người nào đó cho liên quan đến chuyện tình cảm nha. Thấy các bạn đang có một cái sự buồn thương, mất mát gì đó, thì mình thấy sắp tới sẽ có sự sum họp đoàn tụ và dâng tràn cái ly cảm xúc tràn đầy, ngọt ngào thắm thiết trở lại. Một số ít bạn có khả năng là dự tính mua xe. Có khả năng một số bạn sẽ tham gia một cái sự kiện
Có nhiều người ở đây. Và mình thấy là một số bạn các bạn đang bị tan vỡ trái tim ha, đang cảm thấy lẻ loi cô đơn gì đó, thì mình thấy có khả năng là vũ trụ sẽ chữa lành những cái vết thương của bạn và giúp cho bạn cảm thấy phấn chấn hơn, vui vẻ hơn, tinh thần bạn sảng khoái hơn. Và đôi khi những cái điều mà bạn gặp phải trong cuộc sống này, bạn sẽ có kinh nghiệm mà sau này bạn sẽ giúp được một vài người họ trong cái tình trạng như bạn á. Mọi nỗi đau, mọi cái sự tổn thương của bạn sẽ được vũ trụ chữa lành, hàn gắn hết và giúp cho bạn trở nên yêu đời, yêu người hơn ha. Mọi thứ cứ dâng lên vũ trụ, cứ cầu xin với ngài để giúp bạn vượt qua, để bạn có sức mạnh. Thì mình thấy là cái một cái sự trùng phùng, một cái sự gọi là vui vẻ, phấn chấn nó sắp diễn ra trong cuộc sống của bạn rồi. Bạn sắp giành được những thắng lợi vinh quang rồi, và sắp chuyển sang một cái vùng trời bình yên hơn dành cho bạn rồi ha. Một số bạn chắc mình thấy đi biển hoặc là đi ao hồ sông suối gì đó. Một số bạn có khả năng là đi câu cá nữa. Và các bạn cần phải bảo vệ đôi mắt mình thật là tốt nha. Và nó rất là liên kết với cho bài này luôn nè. Tất cả những lời cầu nguyện của bạn sẽ được vũ trụ đáp trả ở đây. Vũ trụ đã nghe hết những lời cầu nguyện của bạn rồi. Bạn là làm tốt như thế nào, và bạn đã cố gắng nỗ lực, và bạn có niềm tin tưởng như thế nào, thì những cái sự việc, những cái việc làm của bạn á, sẽ là cái cánh cửa mở ra cho bạn những cái giải pháp và những cái sự hỗ trợ thiêng liêng từ ơn trên đem xuống cho bạn nha. Cứ sống tốt, trời xanh tự an bàn cho bạn. Cứ tin tưởng, cứ lạc quan, thì mọi thứ nó sẽ chuyển biến theo hướng tích cực cho bạn, niềm vui dành cho bạn. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và dịch chế đi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Mình thấy một số bạn tụ 2 ở đây thì bạn đang trong giai đoạn cảm thấy khá là áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Một số bạn, các bạn đang có sự phòng vệ bản thân, hoặc là trong cuộc sống của bạn khiến cho bạn cảm thấy nó có sự là chán chường ở đây. Mình thấy các bạn đang cố gắng giữ cân bằng trong cảm xúc, tinh thần, và các bạn đang tìm thấy cái niềm vui cho bản thân bạn để bạn giải phóng, giải tỏa những áp lực. Đồng thời mình thấy có khả năng một số bạn thì bạn đang bắt đầu một khởi đầu mới gì đó ha, một cái hành trình mới trên con đường của bạn, cảm thấy phấn chấn hơn, vui tươi hơn, tự tin bản thân mình hơn, và bạn trút hết những gánh nặng nề ra khỏi đôi vai của bạn ha. Hoặc một số bạn sắp tới sẽ có những chuyến đi du lịch, đi phượt gì đó. Rồi, 24 tiếng tiếp theo của các bạn tụ 2 sẽ như thế nào? Các bạn tụ 2 rất là thích ngắm mây trời, chim chóc, rất là thích thiên nhiên luôn. Thiên nhiên chính là người bạn thân thiết của bạn, cho nên mỗi lúc mà bạn mệt mỏi, suy nghĩ nhiều thì bạn nên ra ngoài thiên nhiên hít thở không khí trong lành. Thì lúc đó bạn sẽ tìm thấy cái sự bình yên cho tâm hồn bạn ha. Các bạn tụ 2 được nhắc nhở là bạn có đi đâu đó thì bạn phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận để không bị té ha. Bốn tiếng tiếp theo này, một số bạn mình thấy các bạn có sự gọi là tập trung về tiền tài sự nghiệp rất là nhiều ha. Đồng thời bạn cũng tìm thấy niềm vui trong chính mình bằng cách bạn lên mạng, bạn xem ca nhạc, xem hài, TikTok gì đó. Mình thấy bạn đang cố gắng giữ cân bằng để không có cảm thấy chông chênh trong cuộc sống này.
mình thấy là có thể trong 24 tiếng tiếp theo này là có một cái tin tức gì đó được đưa tới với bạn, có thể là ai đó nhắn tin gọi điện cho bạn ha, một người ở xa chẳng hạn. Và trong cuộc sống của bạn, các bạn được khuyên nhủ là hãy có sự kiên nhẫn, kiên trì, bền bỉ, cứ gọi là phát triển theo mục tiêu ước muốn của bạn, nhẫn nại thì mọi thứ nó sẽ diễn tiến một cách trơn tru thuận lợi cho bạn ha. Đồng thời mình thấy là có khả năng một số bạn, các bạn cái nguồn tiền của bạn có sự gia tăng, một số bạn có khả năng nhận tiền lương, tiền thưởng, lợi nhuận đầu tư. Hoặc là trong quá trình bạn làm việc, bạn cố gắng, bằng nỗ lực, bạn tập trung vào công việc á, thì cái nguồn tiền của bạn trong cái sự vô hình á, kiểu như là bạn không thấy được, nhưng mà nguồn tiền của bạn nó có sự gia tăng rất là mạnh mẽ ở đây. Có thể một số bạn làm trong nghề tự do á, thì tiền tài của bạn nó có sự gia tăng rất là nhiều ha. Nó tỷ lệ thuận với những gì mà bạn đã gầy công buôn đắp. Một số bạn, các bạn có sự kết nối với hai người, một người mang năng lượng nam, cái người này thì họ rất là tài giỏi, khả năng ăn nói rất là sắc sảo, tinh khôn, nhạy bén. Người này rất là nhiệt huyết, đam mê, và cái người này cũng khá là điển trai, thu hút ha, lôi cuốn. Và một người mang năng lượng nữ, người này họ rất là chu toàn, họ rất là tinh tế, họ khôn ngoan, họ biết kinh doanh, và họ có một sự hào phóng, vui vẻ, trung thành, tận tụy. Và có khả năng hai người này mình thấy là một số bạn, các bạn sẽ phỏng vấn hay gì đó, và bạn có sự tương tác với hai người này. Thì nếu bạn cố gắng, bạn uyển chuyển, bạn linh hoạt, bạn tự tin bản thân bạn, thì có khả năng là bạn sẽ nhận được cái sự kết quả tốt đẹp dành cho bạn ha. Hoặc đơn giản những người này họ có sự là tiếp xúc, nói chuyện với bạn trong 24 tiếng tiếp theo. Và cũng có khả năng là bạn xem một chương trình nào đó, và những người này họ truyền động lực, truyền cảm hứng cho bạn chẳng hạn ha, qua những lời nói của họ, chỉ sự chia sẻ của họ. Một số bạn mình thấy là các bạn sẽ đem tiền đi đầu tư, hoặc là bạn mua món đồ nào đó, nhưng mà bạn có một cái sự gọi là kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chứ bạn không có tiêu xài phung phí ha. Một số bạn ra ngoài thiên nhiên ngắm cây, ngắm cỏ, rồi chơi với thú cưng. Một số bạn thấy sốc trong ngày này nữa đó. Và ngày hôm nay các bạn được khuyến khích là hãy tự tin, tỏa sáng, lạc quan, và tự tin, và có một cái sự gọi là vững vàng trong cái thực lực, tài năng của bản thân mình. Cứ gọi là phát triển, và đừng có tự giới hạn bản thân mình ha. Bạn còn có nhiều triển vọng rất là lớn trong tương lai, cho nên đừng có thu hẹp cái năng lực của bản thân mình thì rất là uổng phí. Và hãy khôn ngoan trong việc đầu tư, giữ gìn tiền bạc mình một cách vững chãi. Một số bạn còn đang đứng trước giữa hai sự lựa chọn nào đó, thì có khả năng là bạn nhờ vào những người này, họ sẽ cho bạn lời khuyên chẳng hạn, và bạn biết cách chọn lựa cái con đường nào nó phù hợp cho bạn. Hoặc là bạn cần phải chọn cái lựa chọn nào giúp cho bạn có sự phát triển, và giúp cho nguồn tiền của bạn có sự gia tăng. Mình thấy là một số bạn 24 tiếng tiếp theo, có một số bạn các bạn cảm thấy rối loạn ha, buồn bã, lo âu, có thể là về chuyện công việc hoặc là chuyện tình yêu. Một số bạn còn khóc thầm nữa, các bạn đang có những cảm xúc lo lắng, buồn bã và bất an, trằn trọc. Thì mình thấy có khả năng là mọi việc nó sẽ được sáng tỏ ở đây, những gì mà bạn mong muốn tìm kiếm, hoặc là những gì mà bạn còn chưa thấu hiểu, bạn còn mù mờ trong tinh thần, bạn không biết người khác nghĩ gì về bạn hay gì đó. Nói chung mọi thứ nó sẽ sáng tỏ trong vòng 24 tiếng tiếp theo này. Và ánh mặt trời tỏa sáng cuộc sống của bạn, bạn trở nên tự tin, nhiệt huyết, vui vẻ, hạnh phúc, dâng tràn sức sống hơn rất là nhiều ha. Và mọi kế hoạch, mọi ước muốn của bạn nó sẽ được triển khai một cách rất là thắng lợi ở đây. Cho nên cứ cố gắng gọi là hướng về phía mặt trời, để cuộc sống bạn có một cái sự sáng chói và rực rỡ ở đây. Đừng có hướng về bóng tối, nó sẽ khiến bạn vô cùng tiêu cực và buồn bã đó. Và lá bài này cho thấy rằng có khả năng là 24 tiếng tiếp theo này, những điều mà bạn suy nghĩ, những gì mà trực giác mách bảo, khả năng nó sẽ rất là đúng với trường hợp của bạn nha. Hãy tin tưởng vào trực giác của bạn.
và bạn hãy nâng cao cái tinh thần của bạn lên, đồng thời cái trực giác của bạn đang được gia tăng á. Cho nên hãy kết nối thiền định sâu vào bên trong của bạn để tìm thấy được cái hướng giải quyết, cái câu trả lời cho những gì mà bạn đang gọi là thổn thức ở đây. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn và không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Mình thấy một số bạn tụ ba, các bạn đang kết thúc một chương cũ trong cuộc đời, các bạn đang cố gắng gọi là vượt qua được những giai đoạn tiêu cực, tuyệt vọng hoặc là trì trệ gì đó trong cuộc sống của bạn. Có khả năng là bạn kết thúc công việc hoặc là một cái chuyện gì đó ha, hoặc là kết thúc con người cũ của bạn, buông bỏ những cái giới hạn cũ, con suy nghĩ cũ, cái niềm tin hạn hẹp cũ của bạn. Bạn cố gắng, bạn vươn lên, bạn lột xác trở thành một phiên bản nó cao cấp hơn. Và mình thấy lúc đó thì bạn sẽ tập trung vào công việc tài chính hơn rất là nhiều, và bạn biết làm hài lòng bản thân của bạn, mà bạn biết tìm vui trong cái cuộc sống này. Một số bạn là mình thấy là có khả năng một cái điều ước, một cái nguyện vọng gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật đó. Bạn có chính ly có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ sắp tới nó sẽ trọn vẹn, đủ đầy, viên mãn hơn nếu mà bạn luôn gọi là tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào ơn trên ha. Và cố gắng nỗ lực. Một số bạn đang đứng trước hai cái quyết định nào đó mà bạn đang cân nhắc ha. Rồi 24 tiếng tiếp theo của các bạn tụ ba sẽ như thế nào? Mình thấy là một số bạn, các bạn đang bị tổn thương về trái tim, chuyện tình cảm hay gì đó, hoặc là điều gì đó khiến bạn buồn lòng. Thì mình thấy 24 tiếng tiếp theo là có một cái sự sum họp đoàn tụ vui vẻ, thể là gia đình của bạn, hoặc là bạn có sự gọi là đi ăn tiệc gì đó nè. Nói chung là một cái niềm vui sướng tràn đầy ở bên trong bạn, và mình thấy bạn cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn rất là nhiều ha. Hoặc là một số bạn có khả năng là các bạn sẽ đón nhận tin tức và ai đó gọi điện cho bạn, hoặc là bạn có một cái món đồ gì đó mới, hoặc là bạn nghiên cứu một cái lĩnh vực nào đó mới. Bạn có một sự tìm tòi, học hỏi ở đây ha. Đồng thời một số bạn thì phải nghỉ ngơi hợp lý để không có bị áp lực cho bản thân của bạn trong giai đoạn này. Một số bạn thì mình thấy các bạn có nhiều việc cần giải quyết lắm, và bạn trong giai đoạn đang cố gắng phòng vệ bản thân và cố gắng gọi là giữ cho mình một cái tinh thần phấn chấn. Bạn có sự kiên trì nhẫn nại ở đây. Và mình thấy là một số bạn có khả năng là các bạn ra giường nữa, ra giường rồi phát quang bụi rậm, dọn dẹp rồi đó. Và bạn vui mình với thiên nhiên, và khi mà bạn tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bạn lắng nghe chim hót, rồi bạn xem mây trời cây cảnh rồi đó, thì lúc đó bạn cảm thấy bình yên và có khả năng là bạn sẽ đưa ra được cái quyết định nó phù hợp dành cho bạn. Và bạn cảm thấy cân bằng, bình yên và thoải mái hơn trong cái tâm hồn của bạn. Và bạn có khả năng là sẵn sàng đương đầu với khó khăn trở ngại để tìm ra phương hướng giải quyết, rồi để cuộc sống của bạn nó sự thăng tiến đi lên ha. Một số bạn cần phải uống nước nhiều nè, một số bạn hơi nóng rát, một số bạn thì có khả năng là bạn bị ảnh hưởng về tim mạch, cho nên nếu bạn mệt mỏi bạn phải có thời gian nghỉ ngơi và đừng vận động quá sức nha.
Mình thấy là một số bạn thì 24 tiếng tiếp theo này có ai nói gì đó tới bạn thì bạn đừng có đáp trả họ làm gì ha, hãy im lặng. Và đừng có gây hấn gì hết. Im lặng sẽ đem đến cho bạn cái sự an toàn, cái sự bình yên, và không gây tổn hại cho bản thân và cũng không gây tổn hại cho bất kỳ ai hết nha. Và mình thấy là các bạn, nếu mà bạn đang cảm thấy tổn thương thì bạn cần phải vùng lên chiến đấu cho cái cuộc sống của bạn, cho con người của bạn trở nên gọi là đầy sức mạnh, ý chí kiên cường, mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn thử thách để bạn đi tới thành công ha. Còn gọi là loại bỏ những cái năng lượng gọi là nó không có đem đến cho bạn cái lợi ích gì. Một số bạn tại vì bạn đang trải qua cái giai đoạn chuyển đổi, chuyển hướng, chuyển hóa cuộc đời của mình, cho nên nó sẽ có những giai đoạn nó rất là xung đột, rất là mệt mỏi, bực bội, khó chịu. Nhưng mà khi bạn vượt qua được điều đó, bạn bình tâm, bạn cân bằng lại tinh thần của bạn, cân bằng lại cuộc sống của bạn, thì mọi thứ nó sẽ diễn tiến một cách trơn tru, thuận lợi hơn dành cho bạn. Hãy hướng tới những cái điều tốt đẹp mà bạn mong muốn trong cuộc sống này và quyết tâm vượt qua những khó khăn trở ngại này, đi đến thành công, đi đến cái mục đích cuối cùng của bạn. Đừng vì những cái trở ngại, những cái điều tạp nham, những cái điều vụn vặt trong cuộc sống này nó ngăn cản bước chân của bạn ha. Bạn còn rất nhiều điều để bạn phải làm và còn rất là nhiều điều để bạn có một cái sự gọi là tận hưởng, cho nên hãy cố gắng vì ước mơ của bạn có khả năng trở thành sự thật đó. Rồi mình thấy là 24 tiếng tiếp theo này một số bạn hình như có liên quan đến một người mang năng lượng nam. Người này khá là đào hoa hoặc là họ nhìn khá là đẹp trai nữa ha. Khá là bắt mắt, có khả năng là họ sẽ chữa lành trái tim cho bạn ha. Họ cầm một cái trái tim và đây một trái tim bị tan vỡ, họ chữa lành trái tim cho bạn, hoặc là đây là người bạn của bạn, hoặc là người anh, những người chững chạc trưởng thành, họ cho bạn lời khuyên hữu ích chẳng hạn, hoặc cũng có khả năng là cái người nào đó bạn yêu mến ha. Một số bạn chắc đang tổn thương trong chuyện tình yêu nè, cho nên các bạn đang cảm thấy buồn phiền, và các bạn đang mong ngóng một cái ngày được sum họp đoàn tụ hoặc là hạnh phúc ở đây. Các bạn có sự nhung nhớ ngắm nhìn hình ảnh của nhau, và mình thấy các bạn đang cố gắng gọi là giữ cho bản thân không có bị tổn thương nữa, đang che đậy cảm xúc và đang có gì xây dựng hàng rào. Thì mình thấy là trong thời gian tới là có một cái sự nói chuyện lại hoặc là sum họp giải quyết những cái mâu thuẫn ở đây, nếu mà bạn còn mong ngóng ha. Nếu bạn trùng năng lượng với mình thì có khả năng 24 tiếng tiếp theo này có dấu hiệu sẽ có cái sự nói chuyện ở đây. Còn nếu không thì mình thấy khả năng là trong vòng vài ngày tới, một số bạn là mình thấy các bạn trong cái 24 tiếp theo này là có khả năng nhiều người nói chuyện gây sốc lắm, khiến cho mình cảm thấy tổn thương, thì bạn cứ phớt lờ họ đi ha. Hãy cố nhẫn nhịn và tha thứ hết tất cả, vì cuộc đời mình còn nhiều công việc để mình làm, nên mình đừng có bị ảnh hưởng bởi những cái điều này, thì nó sẽ khiến cho cái thời gian của bạn rút ngắn lại và cái cơ hội mà đi đến thành công nó lại càng xa hơn nữa. Đừng để những cái điều này cản chân bạn. Và một số bạn trong 24 tiếng tiếp theo này có nói chuyện với người yêu, phải cẩn trọng lời nói rồi kiểm soát cảm xúc để không thôi sẽ gây tổn hại, tổn thương hoặc là tranh cãi với nhau không đáng ha. Bạn hãy để cho bản thân của bạn được tỏa sáng ha, và lấp lánh. Bạn được hướng dẫn và bạn được vũ trụ ban cho bạn cái sức mạnh, cái quyền năng, và bạn là một người can đảm, nghị lực. Và bạn hãy cho thế giới thấy được cái sức mạnh tiềm tàng của bạn, cho thế giới thấy được cái tiềm năng, cái tài năng của bạn. Có khả năng một số bạn đang cảm thấy tự ti bản thân, cảm thấy như bạn chưa đủ tốt, hoặc là bạn còn nhiều thiếu sót, hoặc là bạn thất bại gì đó, thì bạn hãy biết là cái cuộc sống của bạn đang kết thúc hoàn toàn chương cũ đó rồi, mở ra chương mới. Bạn phải biết gọi là tin tưởng bản thân và luôn nỗ lực phát triển, nâng cao kỹ năng kiến thức để bồi dưỡng bản thân bạn ngày càng tỏa sáng, vươn lên tầm cao mới ha. Đừng có dậm chân tại chỗ, vì đây là cái giai đoạn bạn đang lên dốc, cho nên nó khá là kiệt sức, mệt mỏi. Cho nên bạn hãy gọi là nỗ lực hết sức mình. Chỉ có những người xuống dốc thì người ta không có mệt thôi, chứ thực sự đang lên dốc thì bạn rất là khát nước nè, và bạn cảm thấy rất là muốn bỏ cuộc đó. Thì bạn ý thức rằng cuộc sống của bạn đang lên tới đỉnh cao. Chỉ cần bạn cố gắng thêm vài bước nữa thôi, cố gắng gọi là kiên trì bền bỉ, thì cái ước mơ, nguyện vọng gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật ở đây ha. Bạn có tới 2 lá, 9 ly, 10 ly nè. Và đừng có quá hối thúc mọi việc, hãy kiên nhẫn, kiên trì, bền bỉ, thì bạn mới thấy được tương lai. Mọi thứ phải bắt đầu từ con số 0 đi lên mới có thể gọi là vững vàng, tạo nền tảng kiên cố, chứ không thể gọi là nhanh gọn lẹ được.
Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.